Chào cả nhà thân yêu nha, tiếp tục cập nhật tin tức về công chúa với lại hoàng tử mà chúng ta yêu mến nha cả nhà. Thì tối đêm qua, sau một ngày nghỉ ngơi cũng khá là lấy lại sức khỏe, thì Sắc Long vừa có một buổi live stream ở trên trang cá nhân của Sắc Long. Nếu mà ông bà cô chú cả nhà chúng ta có theo dõi trang của Sắc Long thì có thể xem được cái live stream này rồi. Thì mình cũng xin chia sẻ lại cho ông bà cô chú nào mà chúng ta chưa xem live stream về cái nội dung mà tối đêm qua Sắc Long đã live stream nha cả nhà. Sắc Long đã live stream cũng trong buổi tối khá là muộn, vì Sắc Long chia sẻ là hôm qua cả ngày em ấy đi thu âm và đã thu âm hơn 8 bài hát nha cả nhà. Thì phải nói là nếu mà thu âm số lượng lớn bài hát như vậy thì rất là mất sức, cũng như là phải cần khoảng thời gian cũng khá là dài trong cả ngày. Thì sau đó Sắc Long về và khui quà của fan hâm mộ, các bà con, cô chú fan hâm mộ cặp đôi Sắc Long Tuyết Nhung ở tại Bến Tre. Khi xem show Ngôi Sao Miệt Vườn, xem đôi bạn trẻ biểu diễn, mọi người đã tặng hoa và quà rất là nhiều. Và cảm thấy rất là ấm áp, nghĩa tình khi mà mọi người ở Bến Tre đã tặng những món sản vật cây nhà lá vườn, hay chúng ta gọi nôm na là nông sản nha mọi người. Thì theo như anh Bảo Bảo cũng chia sẻ trong live stream hôm đó là sau đêm tối muộn thì bà con cô bác vẫn nán lại để xem cặp đôi Tuyết Nhung với lại Sắc Long biểu diễn. Vì hai bạn đã được bố trí là bọc lót toàn bộ chương trình, tức là hát sao hết nha mọi người. Nên hai em cũng khá là chờ đợi, cũng thời gian rất là dài. Và trong lúc mà hai em chờ đợi thì hai em cũng đã có những clip hết sức là dễ thương. Nào là bắt trend trên TikTok, nhảy theo điệu nhạc ATB của một nhóm nhạc ở Hàn Quốc. Cả hai bạn nhảy rất là ăn rơ, hợp ý và rất là đẹp, dễ thương luôn mọi người. Thì mọi người thấy là hai bạn học bài rất là nhanh, cũng như là chia sẻ đoạn clip này rất là vui. Thì anh Bảo Bảo cuối chương trình có live stream. Thì khi đó thời tiết ở Bến Tre cũng có mưa nha cả nhà, nhưng mà quý cô chú anh chị vẫn nán lại để xem hai bạn hát xong. Thì Sắc Long cùng với các cô đi trong đoàn cũng đã khệ nệ để khiêng những cái thùng quà là những nông sản cây nhà lá vườn của quý cô chú anh chị fan ở Bến Tre tặng ra xe rất nhiều nha mọi người. Và hình ảnh một Sắc Long cũng khá là bình dị chân chất, vì còn trẻ và rất có sức khỏe nên Sắc Long đã tự tay khiêng những cái món quà ở trong thùng này ra xe. Thì đã được mọi người ở tại Bến Tre thấy rất là thương, cũng như gửi gắm những tình cảm yêu thương. Và hôm qua khi về nhà thì Sắc Long đã bày các món này ra để gửi lời cảm ơn cho fan. Ở trong cái đoạn video live stream này thì Sắc Long cũng có chia sẻ là ngày 29 tháng 11 sắp tới đây, Sắc Long cùng với anh ca sĩ Bạch Công Khanh sẽ có một cái show ở tại phòng trà không tên. Mời mọi người hãy tiếp tục ghé đến phòng trà mua vé ủng hộ cho Sắc Long nhé cả nhà. Thì trong lúc live stream, Sắc Long cũng có ngồi thưởng thức các món quà mà cô chú anh chị đã tặng, đó là những món trái cây. Thì ngoài sự thương ca sĩ thì phải nói là mọi người đã tặng những món quà rất là ngon, cũng như trái cây rất là bồi bổ cho sức khỏe. Thì Sắc Long cũng chia sẻ với cái số lượng mà mọi người tặng như vậy rất là nhiều, và cũng có nhiều fan gợi ý là mong muốn chia lại, nhưng mà Sắc Long cũng bày tỏ một cách rất là chân thật, thẳng tính là đây là những món quà mà mọi người đã dành tặng cho Sắc Long. Nếu quý cô chú anh chị nào đến nhà anh Bảo Bảo mua hàng thì có thể là Sắc Long sẽ mời mọi người ăn các món trái cây này, chứ không có bán, cũng không có chia, cũng không có cho, vì đây là cái lộc mà khán giả đã dành tặng cho Sắc Long. Thì chính sự thẳng thắn như thế này càng làm cho fan hâm mộ thêm yêu quý chàng ca sĩ trẻ này nữa. Thì cũng có nhiều fan cũng đã đi cùng với đoàn của anh Bảo Bảo từ thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người đã cùng đi cùng xe với nhau về sân vận động Bến Tre để xem chương trình này, và sau đó mọi người quay trở ngược về thành phố Hồ Chí Minh, và ai thì về nhà nấy. Nhưng mà mỗi lần đi theo show như vậy thì đủ hiểu là các cô chú anh chị, các fan cũng rất là thương Sắc Long, và hẹn là đi chung rồi ngồi chung với nhau nữa. Nên
khi mà anh bảo live stream, mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy là fan hâm mộ mặc áo màu trắng nè, FC Tiến Nhung Rắc Long có hình nữa, phải nói là đội ngũ như thế rất là dễ thương phải không mọi người, cổ vũ đôi bạn trẻ rất là nhiệt tình. Đó là thông tin của ca sĩ trẻ Rắc Long, tức là sau show thì Rắc Long cũng chia sẻ các dự án âm nhạc mới. Thì anh Bảo Bảo cũng nói là từ đây đến cuối tháng thì Rắc Long có rất nhiều những cái dự án cũng như là phải đi thu âm liên tục để chuẩn bị cho show Xuân phát hành. Tiếp theo sau đó là nhiều show ở tại Hà Nội nữa. Thì hy vọng sau khi Tiết Nhung đi hát ở show của Trung tâm Tiếng Nga về thì các bạn sẽ tiếp tục có được những show chung nữa. Hy vọng là như thế nha cả nhà. Kế đến mình sẽ cập nhật tin tức của Tiết Nhung. Thì hôm nay Tiết Nhung có chia sẻ một đoạn clip mà do chính tay Ba Tèo Diễm Phạm đã quay trong lúc Tiết Nhung hát ở trên sân khấu ở Bến Tre. Thì Ba Tèo ở phía dưới cũng đã đi theo để hỗ trợ cho bé Tiết Nhung. Thì Tiết Nhung cũng rất là xúc động, biết ơn, coi như là gửi lời cảm ơn đến một người ba mà trong thời gian qua đã hỗ trợ, coi như là thầm lặng phía sau. Nói chung là mỗi khi các bé đi hát thì Ba Tèo luôn là người sát cánh cũng như lo hết mọi chuyện ở trong hậu trường cho các bé. Thì giờ đây Tiết Nhung khá là cảm động khi nhận được đoạn clip mà Ba Tèo Diễm Phạm đã quay rồi gửi cho Tiết Nhung để Tiết Nhung đăng lên trên trang story cùng với những lời biết ơn hết sức chân thành gửi cho người ba của mình. Thì như mọi người cũng biết, thời gian qua Diễm Phạm cũng khá tất bật với việc quản lý quán chay rồi việc gia đình, rồi thêm vào đó là việc đi hát của các con nữa, thì cũng đã làm cho Diễm Phạm cũng phải phần nào rất là mệt mỏi. Nhưng mỗi khi Tiết Nhung hay là Thiên Ngân đi hát ở xa thì Diễm Phạm luôn có mặt hỗ trợ kịp thời đúng lúc cho các con. Và khi Tiết Nhung bày tỏ sự biết ơn của mình đối với ba như vậy thì rất nhiều fan đã khen cho Tiết Nhung vì có lòng biết ơn. Thì như mọi người cũng biết, đối với một người mà có lòng biết ơn sâu sắc thì tất nhiên người đó sẽ rất là thành công. Và khi fan hâm mộ thấy Tiết Nhung xúc động khi thấy nghĩa cử cao đẹp của Ba Tèo dành cho mình như vậy, nên trong lòng rất là biết ơn chia sẻ những điều này, thì fan hâm mộ lại thêm một lần nữa khen cho bé Tiết Nhung biết đối nhân xử thế. Hy vọng sau này khi thành danh thì Tiết Nhung sẽ báo đáp ơn nghĩa cho Ba Tèo nhiều hơn. Thì đây là những cái bình luận mà fan hâm mộ luôn mong muốn cặp đôi Tiết Nhung Rắc Long sẽ trở thành một cái cặp đôi coi như là bây giờ được mọi người đón nhận là cặp đôi đẹp nhất trong làng nhạc Bolero. Thì hy vọng cuộc sống của các bạn sau này luôn được hạnh phúc. Thì cũng giống như trong live stream Tiết Nhung cũng chia sẻ, khi em ấy chọn một người để kết hôn thì người đó là một người rất yêu thương em ấy và chăm lo cho em ấy suốt cả cuộc đời. Thì nhiều fan hâm mộ cũng đang chúc phúc cho Tiết Nhung. Video chia sẻ tin tức của mình đến đây là kết thúc. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ kênh nhé.